chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái hóa đơn bán hàng xuất khẩu đây là một trong những phần mà nó khá quan trọng vì cái hóa đơn bán hàng xuất khẩu nó có cái tính chất khác với hóa đơn giá trị gia tăng của chúng ta Đó là nó có thể không cần xuất hóa đơn mà nó xuất theo tờ khai hải quan đấy thế thì ở đây chúng ta chọn bán hàng chúng ta chọn bán hàng ở trong mục hệ thống bán hàng chúng ta chọn thêm mới ở đây chúng ta nhìn thấy này đầu tiên chúng ta tích vào cái nút là kiêm phiếu xuất kho tức là trường hợp này chúng ta là xuất là kiêm phiếu xuất kho và ở cái loại hóa đơn này chúng ta chọn hóa đơn xuất khẩu thì toàn bộ cái thông tin liên quan đến hóa đơn xuất khẩu nó chả liên quan gì đến mẫu số ký hiệu cả mà các bạn làm theo tờ khai thì cái số hóa đơn này các bạn có thể đánh lại gõ dài bao nhiêu cũng được nó phần mềm nó vẫn cho phép các bạn thực hiện cái này ví dụ chúng ta chọn là đối tượng cái công ty này là công ty đâu ở nước ngoài ấy nhưng mà tôi chưa có cái tên công ty này à, à, tên công ty cụ thể thành ra là chúng ta chọn đại ví dụ như các ông đại thành ở nước ngoài chứ không phải ở hai bà trường Hà Nội đâu đúng không? Đấy chúng ta diễn giải nội dung là bán xuất bán cái gì diễn giải thuế đấy chúng ta sẽ ghi đầy đủ trường hợp này và chúng ta khi chúng ta xuất theo tờ khai hải quan ví dụ như là TK01 bao nhiêu đấy rất là dài đúng không? ở đấy là còn cái số phiếu này là số phiếu xuất kho nội bộ các bạn nhá. Chúng ta chọn xuất theo đô la chẳng hạn. Đấy, chúng ta chọn. Tôi cứ đánh đại tỷ giá bao nhiêu đấy đúng không? Chúng ta xuất cái loại hàng hóa này chẳng hạn. Ví dụ chúng ta xuất xuất gạch đi thì nó nghe nó cũng có vẻ không hợp lý đúng không? Xuất gạch sang nước ngoài nghe có vẻ không hợp lý. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta bán ví dụ 1.500 đơn vị tính là cái chúng ta chọn giá bán của chúng ta là à, đơn giá quy đổi là ví dụ như cái này là ví dụ như cái hai đô 2,5 đô một cái hạn đây nó thì nó ra tiền là đây, đây, ít quá nhỉ đúng không à, 250 đô đi đúng không nó ra 5 triệu rưỡi tiền quy đổi ở đơn giá quy đổi và thành tiền là 375 000 đô ra là 8 tỷ À rồi, ok, đúng không? Thế thì các bạn lưu ý này, cái đơn giá này là đơn giá của chúng ta khai báo. Thế, tất nhiên là khi cái chuyển khoản, khi thanh toán tiền ấy, thì có thể cái đơn giá này, cái 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 tranh lệch tỷ giá này nó khác. thì các bạn lưu ý là cái đấy là phần mềm nó sẽ tính cho các bạn cái cái tranh lệch tỷ giá cuối kỳ, bút toán tranh lệch tỷ giá cuối kỳ. Đấy, tất cả mọi cái đều thông tin là đã xong. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta có thuế xuất, thuế nhập khẩu thuế suất 10% thời giá trị gia tăng và những cái thông tin này nó đã được đưa vào ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái mọi cái thì nó vẫn là bình thường cả thôi đúng không đấy, chúng ta chỉ có là nó 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 khác một cái là như thế thế còn lại thì nó nó chỉ khác ở chỗ này tức là cho phép đánh cái số hóa đơn theo tờ khai hải quan và cái phần tiền hàng này các bạn nhìn thấy đấy, nó được quy đổi rất là rõ ràng chúng ta chỉ cần nút lưu là chúng ta có thể lưu được chúng ta lưu ý này chúng ta đã lưu chứng từ rồi nhưng chúng ta bỏ ghi đi để chúng ta có thể sửa lại vì ở đây chưa xuất hiện cái thuế xuất khẩu à, chúng ta sẽ có một cái thủ thuật nhỏ để đưa ra cái thuế xuất khẩu cho các bạn ở đây chúng ta chọn này ẩn hiện cột vào cái phần thuế này các bạn nhá phần này, phần thuế này các bạn chọn ẩn hiện cột các bạn tích vào thêm cái phần trăm thuế xuất khẩu này thuế xuất khẩu quy đổi này đấy và tài khoản thuế xuất khẩu thì các bạn sẽ nhìn thấy nó hiện ra thêm các cái thông tin sau này cho các bạn. Đấy, ở đây ví dụ như ở đây là 15%, chúng ta chọn thuế xuất khẩu là 15%. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là thuế nó là 1 tỷ 2, nó đánh trên giá trị tiền hàng các bạn nhé. Tài khoản thuế xuất khẩu thì ở đây khi các bạn tích vào đây thì nó sẽ hiện ra hai tài khoản. Đấy, các bạn chọn đúng thế là tài khoản thuế xuất khẩu. Cái này nó không liên quan gì đến cái vấn đề thuế giá trị gia tăng, cái thuế xuất khẩu này thì có những nhiều mặt hàng nó nằm ở cái mức thuế xuất khẩu khác nhau các bạn nhé chúng ta chỉ cần chọn lưu chứng từ là xong